Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các đơn vị địa phương đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng hiệu quả trong đó đã chủ động thực hiện quyết liệt việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng đảng viên có liên quan đến các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan liên quan đã tích cực phối hợp trong thực hiện kiểm tra giám sát đảm bảo chặt chẽ đồng bộ kịp thời đúng nguyên tắc công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng theo hướng có nhiều đổi mới từ nay đến cuối năm, cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách chủ động thường xuyên, tổ chức thực hiện kết luận 21 của ban chấp hành trung ương, tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa, tập trung những lĩnh vực địa bàn vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm gây bức xúc, đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng.